Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot. Mình là Evelyn, là một Tarot Reader. Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị thông qua những trò bài Tarot và Oracle nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống, đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và các đấng bảo hộ thiêng liêng. Và hôm nay một chủ đề mới của chúng ta sẽ là ngày thứ Bảy, ngày 17 tây tháng 12 năm 2022, các bạn sẽ như thế nào? Và đây là những trò bài chung mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhờ những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Và hôm nay mình có 3 lá bài tượng trưng cho 3 tụ bài. Đây là tụ 1, tụ 2 và tụ 3 ha. Rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ. Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hai, xin chào các bạn tụ 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 1 để xem coi ngày thứ Bảy, ngày 17 tây tháng 12 năm 2022 các bạn sẽ như thế nào. Và đây là những trò bài chung mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Và bây giờ mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 1. Các bạn tụ 1 là những người làm việc rất là cần mẫn, siêng năng ha. Các bạn cũng là một người có sự dạt dào, lãng mạn, nhân từ. Một số bạn có khả năng các bạn sắp tới sẽ đón nhận những tin tức vui, vấn đề tài chính. Có thể là bạn sắp gặt hái được những thành quả xứng đáng với những gì mà bạn đã bỏ ra ở đây ha. Và có khả năng các bạn đang trong giai đoạn là muốn trồng cây, trồng hoa gì đó. Rồi, để xem ngày thứ Bảy, ngày 17 tháng 12 năm 2022 của các bạn tụ 1 sẽ như thế nào. Một số bạn, các bạn có khả năng là có sự kết thúc một cái công việc cũ gì đó, hoặc là một cái trường hợp khiến bạn cảm thấy mệt mỏi. Có thể là bạn đang chuẩn bị cho mình một cái bước tiến mới. Có khả năng một số bạn sắp đón nhận một cái tin tức vui, vấn đề tại công việc á. Có khả năng là bạn sẽ nhận được một cơ hội công việc nó phù hợp với bạn hơn. Và một số bạn có khả năng đã nhận được rồi, và có khả năng ngày hôm nay các bạn có sự tham gia những lớp học, những khóa đào tạo công ty ha. Một số bạn nếu ngày hôm nay các bạn có sự tham gia phỏng vấn gì đó, thì nếu mà bạn vững vàng, bạn có nhiều kiến thức, bạn có một sự sâu sắc, bạn biết nhìn mọi thứ ở một góc độ khác nhau, và biết gọi là hòa đồng thân thiện, cũng như là có một sự gọi là tinh anh, trí tuệ, và có sự không nhìn về quá khứ, không cảm thấy tự ti á, thì bạn có khả năng nhận được cái cơ hội này. Còn nếu không thì bạn sẽ có thể bỏ lỡ nó, và có sự rút kinh nghiệm cho bản thân để có thể gọi là tìm kiếm những cơ hội mới phù hợp với bạn hơn ha. Đồng thời mình thấy khả năng một số bạn trong ngày hôm nay có khả năng là các bạn sẽ đi nhà thờ hoặc đi chùa, hoặc là các bạn thích học về lĩnh vực tinh thần ở đây, hoặc là tham gia một khóa học, một cái lớp học gì đó trong ngày này để nâng cao kiến thức, sự nhận thức cũng như là cái sự thông thái của bạn. Một vài bạn thì mình thấy có vẻ là trong ngày hôm nay các bạn sẽ được nâng cao lên một vị trí cao hơn, vị trí lãnh đạo, vị trí đào tạo nguồn nhân viên ha, dạy nghề hay gì đó ở đây. Và bạn được mọi người rất là ngưỡng mộ về cái kiến thức sâu rộng của bạn. Và ngày hôm nay mình thấy các bạn có khả năng là các bạn sẽ có nhiều người đến hỏi xin ý kiến từ bạn chẳng hạn. Đồng thời một số bạn sẽ có sự hợp tác với đội nhóm của mình để thực hiện những kế hoạch của các bạn ở đây. Tuy nhiên các bạn phải có sự cẩn trọng và tỉ mỉ, và có sự kỹ lưỡng, nhìn thấu xuyên suốt mọi vấn đề trong cái vấn đề cái kế hoạch của bạn, để không xảy ra những cái sự gọi là mất mát, không xảy ra những cái sự thất bại ha. Một số bạn thì có khả năng nhận được một số tiền, tiền công, một số tiền cũng đủ để bạn chi trả trong ngày chẳng hạn. Một số bạn có khả năng là các bạn sẽ thu hoạch trái cây hay gì đó, nếu mà bạn có vườn tược. Đồng thời mình thấy là có khả năng các bạn sẽ có sự gọi là đừng nhìn về quá khứ nữa, hãy tập trung ở hiện tại của mình và phát triển tương lai của bạn. Việc mà bạn nhìn về quá khứ sẽ khiến cho cuộc sống của bạn nó có trì trệ, có sự trì trệ, và nó không có sự là mạnh mẽ, không có bước tiến ha. Một vài bạn trong ngày hôm nay cẩn thận chó dữ ha. Và ngày hôm nay các bạn tránh gọi là có sự gọi là tranh cãi mâu thuẫn với mọi người, hãy giữ cho mình một cái sự điềm tĩnh khôn ngoan, và có sự gọi là sâu lắng ha.
yên lặng là vàng trong ngày hôm nay, để tránh gây ra những sự tổn thương cho bản thân của bạn, tránh tránh gây ra những sự hiềm khích cũng như sự ganh ghét từ người khác, cân bằng và tiết chế, và uống nước nhiều trong ngày này. Bạn bị thiếu nước á, đôi khi thiếu nước nó khiến cho mình có sự minh mẫn không, khiến cho mình thiếu cái sự minh mẫn khi và khiến cho mình có sự bức bối khó chịu á, dễ có sự gọi là cọc tính rồi tranh cãi ha. Một số bạn nếu mà hổm rày có sự mâu thuẫn với ai đó, có khả năng ngày hôm nay các bạn có sự hòa giải làm lành. Đồng thời một số bạn ngày hôm nay thì mình thấy là các bạn được khuyến khích là chạy xe cẩn thận ha, đừng có phóng nhanh vượt ẩu hoặc là đừng có quá gấp gáp vội vã, nó sẽ khiến cho bạn bị ảnh hưởng về mặt cơ thể đó ha. Còn bạn cẩn thận thì không có gì xảy ra hết. Một số bạn có uống nước hay là ăn uống gì trong ngày này để đúng nơi quy định đúng không, là sẽ bị đổ vỡ ly tắc. Và có khả năng trong ngày hôm nay trời hơi nắng ha, cho nên các bạn nhớ đem theo kem chống nắng hoặc là nón nảy đâu đó. Một vài bạn trong ngày hôm nay thì mình thấy khả năng là các bạn có hợp tác kinh doanh làm ăn gì đó, thì bạn có phải có sự kỹ lưỡng hoặc là hỏi xin ý kiến từ những người có kinh nghiệm đi trước nha, cẩn trọng để không có gây ra cái sự hối tiếc cũng gây ra cái sự gọi là thất thoát hoặc là sự gọi là thất bại ha. Và trong ngày hôm nay nếu mà ai có mượn tiền của bạn thì mình thấy là bạn nên từ chối khéo đi, không thôi là mình thấy bạn có khả năng là bạn sẽ có sự hụt hẫng vào cuối ngày ha. Một vài bạn thì có khả năng trong ngày hôm nay là các bạn sẽ học xa học đọc sách nhiều hơn hoặc là tiếp thu kiến thức nhiều hơn rất là nhiều, và bạn được khuyến khích là ngày hôm nay tránh nói chuyện người khác, tập trung bản thân của mình thôi, làm công việc của mình thôi, để tránh gây ra những cái sự hậu quả, những cái sự gọi là gay gắt với nhau, mâu thuẫn với nhau ở đây. Vì có khả năng là mình thấy có thể là bạn bị người khác mách lẻo đó, rồi thành giống như kiểu gọi là tam sao thất bản á ha. Bạn nói có một điều mà người ta phóng ra nhiều điều khiến cho cái người nghe, cái người mà bị chỉ trích, người ta lại cảm thấy khó chịu và gây sự với bạn, cho nên thôi im im lặng là vàng và tránh nói chuyện của người khác trong ngày hôm nay. Và ngày hôm nay nếu mà ai dùng lời nói khiến cho bạn cảm thấy khó chịu hoặc là cảm thấy tiêu cực thì các bạn nên đừng có tiếp nhận những cái lời nói đó, hãy tránh xa họ ra ha. Đồng thời hãy giữ cho mình cái sự bình tĩnh cân bằng và hãy biết nâng cao giá trị của mình. Ai nói gì nói kệ họ, tập trung vào việc nâng cấp bản thân để tạo ra cho mình một cái sự gọi là thịnh vượng hơn, tạo ra cho mình cái nguồn năng lượng tích cực thì mình mới có thể thu hút may mắn và tiền bạc đang đến với bạn rồi. Những cái sự cố gắng của bạn sắp được đền đáp rồi, cho nên bạn còn phải giữ bảo toàn cái nguồn năng lượng tốt đó để thu hút được tiền tài, sự phồn vinh đến với bạn. Còn những nguồn năng lượng tiêu cực bên ngoài, những người mà bạn cảm thấy như lời nói của họ có sự chua chát hoặc là có sự phán xét người khác, có sự gọi là không tốt, không có sự xây dựng gì hết cho cuộc sống của bạn, không đem đến cho bạn giá trị gì hết, thì có nghĩa những người đó mang nguồn năng lượng rất là tiêu cực và rất là cực kỳ thấp ha. Thì họ chỉ toàn thu hút những cái điều khó khăn đối với họ thôi. Còn bạn mà phải biết giữ vững cái bảo tồn năng lượng của mình và tránh bị tiêm nhiễm bởi cái nguồn năng lượng đó bằng cách quay lưng với họ và làm lơ, không cần nói tới và cũng không cần phải tiếp xúc để gây ảnh hưởng đến cái sự may mắn của bạn đó nha. Và cuối ngày mình thấy bạn hơi mệt mỏi, cho nên hãy dành thời gian nghỉ ngơi ha. Và trong ngày hôm nay nếu mà có nói chuyện với người yêu thì có sự điềm tĩnh cân bằng ha, đừng có tránh gây ra những cái sự gọi là tranh cãi không đáng rồi khiến cho cả hai mỏi mệt. Ở đây thì bạn nhận được cái lá bài này vì trái tim của bạn cần được chăm sóc yêu thương dịu dàng sau một cái mất mát hoặc là một sự kết thúc của một cái mối quan hệ hoặc là một cái công việc gì đó. Bạn đang đau buồn và có thể sử dụng một cái ôm trấn an ở đây, và các thiên thần hộ mệnh của bạn đang trao cho bạn lúc này ha, đang trao cho bạn cái sự ủi an lúc này. Và đây cũng là một cái dấu hiệu để tìm kiếm cái sự hỗ trợ về mặt tinh thần sau khi bạn đau lòng. Bạn đang cần được gọi là chăm sóc và quan tâm. Bạn nên có một cái thay đổi, có sự thay đổi về chế độ ăn uống hoặc là tập thể dục lành mạnh ha, hoặc là có sự gọi là cung cấp dinh dưỡng đầy đủ cho cơ thể sức khỏe của bạn. Và đây cũng là một cái dấu hiệu để bạn kết nối với trái tim thiêng liêng của vũ trụ để được chữa lành và thanh tẩy tâm linh ha. Vũ trụ đang ban phước cho trái tim của bạn và hướng dẫn bạn đi theo con đường chân chính và phù hợp với bạn đó ha. Rồi, mình xin kết thúc các bạn tụ một ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh, hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Mình xin chào các bạn.
Hi, xin chào các bạn tụ 2. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 2 để xem coi ngày thứ 7, ngày 17 tây tháng 12 năm 2022 của các bạn sẽ như thế nào và đang nhận cho bài chung mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ 2. Các bạn tụ hai là người làm việc rất là tỉ mỉ, cẩn trọng và thấu đáo, chu toàn ha. Các bạn là người làm việc kiếm tiền rất là giỏi, thông minh, tài trí và có sự sắc sảo tinh tế nữa, khôn ngoan nữa, cân bằng và có sự thực tế trong cuộc sống. Mình thấy là các bạn có khả năng làm việc chung nhóm, cộng đồng gì đó ở đây ha. Một số tin tức vui sắp đến với bạn ha, có những cái sự phát triển, những cái sự gọi là phấn chấn hơn nó sẽ diễn ra trong cuộc sống của bạn trong thời gian tới nè. Rồi, để xem coi ngày thứ 7, ngày 17 tây tháng 12 năm 2022 của các bạn tụ 2 sẽ như thế nào. Một số bạn mình thấy có khả năng trong ngày này là các bạn sẽ có sự tiếp xúc tương tác với mẹ bạn, có thể là bạn sẽ gọi điện nói chuyện hỏi thăm mẹ bạn chẳng hạn ha. Một vài bạn thì có khả năng là các bạn có những tin tức vui từ nước ngoài gọi về ha, hoặc là người thân của bạn về thăm các bạn hoặc là nhắn tin gọi điện cho các bạn ở đây. Một số bạn mình thấy có khả năng là sẽ có cuộc nói chuyện điện thoại với người yêu của bạn, có sự phút giây hẹn hò với nhau đầm thắm mật ngọt với nhau ở đây ha. Và có những cái sự gọi là vui vẻ đến với bạn. Và trong ngày hôm nay có khả năng các bạn có sự gọi là đứng trước giữa những cái sự quyết định nào đó. Có thể là có sự lựa chọn giữa những món đồ hoặc là cái điều gì đó ở đây ha, mà bạn có sự phân vân, chưa đưa ra được quyết định đúng đắn. Và mình thấy một số bạn có khả năng đi công tác, đi du lịch ha, đi công tác hoặc đi du lịch hoặc là đi công tác kết hợp với du lịch. Và bạn sẽ có một cái cuộc trải nghiệm khá là vui vẻ và thú vị. Một số bạn thì có khả năng các bạn sẽ có sự gọi lan tỏa ánh sáng hơn, các bạn được mọi người biết tới hơn và công việc của bạn có sự hanh thông và thuận lợi hơn. Bạn có sự đột phá và bạn có những ý tưởng phát triển cho cái công việc hiện tại của bạn. Một số bạn thì có khả năng các bạn sẽ làm việc liên quan đến yếu tố nước ngoài hoặc là bạn sẽ nhận được một cơ hội công việc ở nước ngoài ha. Hoặc là công ty đa quốc gia. Một số bạn thì có khả năng là các bạn sẽ học hỏi về ngoại ngữ để nâng cấp bản thân của mình. Đồng thời có khả năng là trong ngày hôm nay các bạn sẽ ra ngoài vườn hít thở không khí trong lành, yêu thiên nhiên nhiều hơn để kìm thấy cho mình cái sự vui vẻ, thoải mái và phấn chấn. Một ít bạn thì có thể là có tin vui về con cái ha. Đồng thời ngày hôm nay mình thấy bạn có sự cảm thấy dồi dào hình dưỡng và cảm thấy cuộc sống có sự gọi là hạnh phúc và vui vẻ trọn vẹn. Một số bạn thì có khả năng cái công việc, cái kế hoạch gì đó của bạn nó có sự hoàn thành một cách tốt đẹp ha. Và ngày hôm nay có khả năng là các bạn sẽ nên nói chuyện một cách rõ ràng, thấu đáo, sáng suốt để không có gây ra những cái sự hiểu lầm, nhầm lẫn ở đây ha. Một vài bạn nữ ở đây có khả năng là ai đó sẽ tiến tới hẹn hò với bạn ha. Một người nam năng động, nhiệt huyết, tự tin và có sự gọi là mạnh mẽ ở đây nữa. Một số bạn thì có sự tương tác với một người nữ, có thể là mang rồi mẹ của bạn hoặc là chị của bạn hoặc là một người nào đó dững dạc, chững chạc, trưởng thành trong cuộc sống rồi, có thể là cho bạn kinh nghiệm, lời khuyên hoặc là giúp đỡ cho bạn. Đồng thời mình thấy là trong ngày này là các bạn sẽ có sự gọi là vui vẻ hơn, hoặc bạn có sự hòa nhập cộng đồng hơn, hoặc là các bạn sẽ nổi tiếng hơn, hoặc là sẽ mở rộng được cái công việc tốt đẹp của bạn, giúp đỡ được cho nhiều người. Hoặc là các bạn sẽ xem xét, sẽ xem những cái chương trình thế giới ha. Nói chung là trong ngày hôm nay các bạn có liên quan đến yếu tố nước ngoài hoặc là có những thông tin từ nước ngoài gọi điện, cuộc gọi từ nước ngoài gọi đến cho bạn, hoặc là các bạn đang ở nước ngoài đang chuẩn bị cho mình những cái hành trình để có thể gọi là về thăm gia đình, cha mẹ đó của mình ở đây ha.
Một số bạn sẽ có sự cân nhắc mua sắm món đồ nào đó, có thể là mua điện thoại ha, hoặc là mua thiết bị điện tử, hoặc là mua cây xanh gì đó. Ở đây mình thấy bạn có sự cân nhắc, xem xét để đưa ra quyết định đúng đắn. Và ở đây thì cái thiên thần muốn gửi cho bạn cái thông điệp là bạn đã đẩy bản thân bạn vượt quá giới hạn của mình với việc làm nhiều việc cùng một lúc ha, chạy đua với thời gian và lo lắng cho người khác. Bạn cũng có thể đã lạm dụng nó để giao lưu tiệc tùng cuộc sống về đêm của mình chẳng hạn. Bây giờ là lúc để bạn nghỉ ngơi và đồng thời phục hồi lại cái sức mức năng lượng và sức khỏe của mình. Và bạn hãy ở trong cái trạng thái sẵn sàng ở thời điểm hiện tại và giải quyết cái dự án từng bước một để tránh cái cảm giác bị choáng ngợp, bị căng thẳng. Có lẽ bạn đã từng tập trung quá mức vào tương lai, dự đoán thời điểm tốt hơn hoặc lo lắng về những gì ở phía trước, hoặc bạn có thể đã bị tiêu hao về các sự kiện trong quá khứ. Ha, bây giờ bạn được hướng dẫn để tập trung vào hiện tại để bạn có thể tận hưởng cuộc sống của mình, ngay cả khi hoàn cảnh hiện tại của bạn không lý tưởng. Ngoài ra, đây có thể là một dấu hiệu ha, một số bạn có sự nghỉ hưu từ một công ty hoặc là bỏ một cái sở thích nào đó nó gây nguy hiểm cho sức khỏe của bạn, thể chất hoặc tinh thần của bạn. Hãy bình tĩnh và tiếp cận cuộc sống của bạn một cách nhẹ nhàng hơn ha, và cố gắng giúp cho bản thân của bạn có sự gọi là làm dịu được cái suy nghĩ của bản thân mình ha, không quá gây áp lực trong thời gian này. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ hai ở đây. Nếu bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Mình xin chào các bạn. Hai, xin chào các bạn tụ ba. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ ba để xem coi ngày thứ bảy ngày 17 tháng 12 năm 2022 các bạn sẽ như thế nào ha. Và đây những trả bài chung mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ 3. Các bạn tụ ba là những người rất là lý trí, khôn ngoan, là một người biết nắm vững cái thời cơ hoặc là có kiến thức sâu rộng, có sự lạnh lùng, có sự cương trực và có khả năng một số bạn làm việc nhóm, làm việc chung với cộng đồng hay gì đó ở đây ha, với nhiều người, với tập thể. Mình thấy các bạn là những người có kỹ năng, có tay nghề, có sự khéo léo, có sự khôn ngoan, có nhiều trải nghiệm ha, và bạn cũng được nhiều người ngưỡng mộ về cái thực lực của bạn. Một số bạn đang trong một cái giai đoạn có một sự cảm giác cuộc sống của bạn nó có sự trì trệ, chậm trễ gì đó ở đây, nó không có được nhanh chóng gọn lẹ mà các bạn đang phải đối mặt với những cái vấn đề để bạn có thể tìm ra cái hướng giải quyết cho cuộc sống của mình nha. Rồi, để xem vào ngày thứ bảy ngày 17 tháng 12 năm 2022 của các bạn tụ 3 sẽ như thế nào. Một số bạn sẽ có sự tiết kiệm trong ngày này, không dám tiêu xài phung phí ha. Bình thường mình thấy có khả năng các bạn sẽ tham gia học một cái khóa học hoặc là một cái chương trình nào đó, hoặc là các bạn thích nghiêng về thế giới tinh thần, thích nghe giảng hoặc là thích xem tarot, hoặc là dành thời gian để suy niệm về cuộc sống của mình nhiều hơn. Đồng thời ngày hôm nay mình thấy khả năng là các bạn sẽ có một cái thời gian các bạn rút lui, tạm dừng, nghỉ ngơi và tịnh dưỡng sức khỏe cũng như là học hỏi phát triển kiến thức, đọc sách rồi đó ha, dành cho mình một cái sự thư giãn thoải mái nhất. Một số bạn mình thấy khả năng là các bạn sẽ có một sự gọi là họp mặt với đội nhóm ha, cuộc họp với đội nhóm hoặc là với cấp trên trong ngày này, hoặc là sẽ tham gia một khóa học như mình nói. Một số bạn có khả năng là sẽ đi nhà thờ hoặc đi chùa trong ngày này cũng có nha. Mình thấy các bạn có một sự nói chuyện, trò chuyện với những người bạn hoặc là những người cùng chung chí hướng với bạn, cộng đồng của bạn gì đó, có khả năng ai đó sẽ đến nhờ xin sự giúp đỡ, lời khuyên của bạn ở đây ha. Đồng thời trong ngày này mình thấy là các bạn sẽ có sự tiếp xúc khá là nhiều người, cũng có khoảng là 4 người ha. Một người là một người mang năng lượng nam, đây là người có sự chân tình, ngọt ngào, dịu dàng, tin tưởng và có sự gọi là điềm tĩnh, khôn ngoan, có khả năng chữa lành cũng như động viên khuyến khích người khác. Người thứ hai là một người mang năng lượng nữ khá là đẹp, xinh xắn, tài năng nổi trội và có khả năng ăn nói sắc sảo, tinh tế và rất là có sự gọi là hoạt ngôn. Người thứ ba là một người mang năng lượng nam, đây là một người có sự gọi là giỏi giang, truyền cảm hứng cho người khác, năng động, tham vọng, nhiệt huyết trong cuộc sống,
là một người có khả năng lãnh đạo, nắm quyền. Và người thứ tư là một người có khả năng là khá là trẻ đối với bạn, có thể là trẻ thơ cũng có ha. Đây là một người có sự cảm xúc rất là ngọt ngào, rất là lãng mạn, rất là mơ mộng. Như thể là trẻ em ở đây cũng có. Thì mình thấy bạn có sự tương tác tiếp xúc với khá là nhiều người trong ngày này ha. Nếu mà bạn có tham gia phỏng vấn thì có khả năng là bạn sẽ, nếu bạn thể hiện tốt, bạn cố gắng mở rộng cái khả năng, kỹ năng của bạn á, đừng có giới hạn bản thân của bạn ha, và có sự năng động, tự tin hơn, nhiệt huyết hơn thì bạn có khả năng sẽ giành được cái cơ hội này. Một vài bạn thì sẽ lên ngôi, lên chức, lên vị trí cao hơn, vị trí lãnh đạo, vị trí đào tạo nguồn nhân viên, nhân lực gì đó ha, truyền dạy kiến thức cho người khác. Đồng thời mình thấy trong ngày hôm nay có khả năng một số bạn có tin tức vui là các bạn có sự gọi là nâng cấp bản thân bạn nhiều hơn, hoặc là bạn sẽ nhận được một món quà hoặc là một cơ hội đề bạt thăng chức ở đây. Một số bạn thì có khả năng là có anh shipper đó đến tìm bạn ha. Đồng thời ngày hôm nay mình thấy bạn có sự tương tác với khá là nhiều người liên quan đến cộng đồng, hoặc là bạn thu hút được những đối tượng tiềm năng đến hợp tác kinh doanh làm ăn gì đó với bạn ha, vậy hoặc là những người cùng tương trợ, cùng chung chí hướng để có thể là thúc đẩy bạn tiến về phía trước với sự mạnh mẽ nhất. Một vài bạn trong ngày hôm nay á, đặc biệt là các bạn nữ đây, có khả năng là sẽ có nhiều người họ đến muốn tỏ tình với bạn ha, dành những lời khen có cánh dành cho bạn ở đây. Và toàn là những người giỏi thôi, các bạn ở đây toàn là những người giỏi, chững chạc, trưởng thành thôi. Hoặc là một số bạn thì có khả năng là sẽ được hỗ trợ, giúp đỡ, nhiệt tình với những người mà bạn kính trọng, và những người mà bạn thật sự gọi là nể phục ha, họ sẽ cho bạn lời khuyên chân tình và hữu ích nhất. Và nếu như bạn có sự biểu diễn gì đó trong ngày hôm nay thì, hoặc là dẫn dắt một cái chương trình hoặc cuộc họp gì đó, thì bạn cần phải biết linh hoạt và chuyển biến, ứng chuyện, ứng phó một cách mà rất là tinh tường và khéo léo, thì bạn sẽ thành công, được mọi người trọng vọng, khuyến khích và khen ngợi, cũng như là tặng quà, hoặc là có sự gọi là thần tượng bạn ở đây cũng có ha. Và bạn được khuyến khích lại uống nước nhiều trong ngày này vì bạn nói khá là nhiều đó ha. Một số bạn có thể tham gia có sự kiện, có thể là liên quan đến đám cưới, hoặc là liên quan đến sự kiện trong công việc ha, những cái buổi hội thảo rồi đó. Và trong ngày hôm nay một số bạn nữ sẽ đi làm đẹp ha, đi làm tóc hoặc là đi mua quần áo hay là làm cái điều gì đó ở đây. Nhưng mà bạn được khuyến khích hãy có sự tiết chế, cân bằng lại trong việc chi tiêu và mua sắm nha. Một số bạn sẽ mua thức uống nào đó bạn yêu thích trong ngày này ha. Một số bạn thì có cuộc hẹn gặp hoặc là hẹn hò với người yêu của mình trong ngày này ha. Đồng thời thì một số bạn có khả năng là có sự hòa giải với ai đó về những cái sự khúc mắc, hoặc là những cái sự gọi là gay gắt trước đó, thì có khả năng ngày hôm nay các bạn có sự hòa giải, các bạn có sự gọi là cân bằng, và các bạn có sự hòa hợp với mọi người hơn. Và bạn đừng tự giới hạn bản thân của bạn, bạn còn rất là nhiều tiềm năng để phát triển nha. Bạn có một cái tinh thần rất là nhạy bén, có khả năng ăn nói quạng ngôn, có thể nếu bạn biết luyện tập, và bạn cũng là một người có sự gọi là tràn đầy cảm xúc, thấu hiểu người khác ha, bạn cần nên phát triển hết những cái thực lực, những cái điều mà bạn có, để bạn trở nên gọi là một con người có sự vững vàng và có sự gọi là tài giỏi ha, một phiên bản cao cấp nhất của bạn ở đây. Và ở đây lá bài này muốn nói với bạn rằng cuộc sống của bạn sắp thay đổi với những phước lành hỗ trợ sự tiến bộ của bạn trong học tập và phát triển. Ở đây bạn đang đạt đến một cái khoảnh khắc tuyệt vời khi bạn thay đổi cuộc sống và đưa ra những quyết định đúng đắn cho cuộc đời của mình. Có khả năng là bạn thấy cuộc sống của mình đang có những cái sự đảo lộn gì đó ở đây. Có lẽ là bạn nhận ra một cái sự thật về bản thân, một mối quan hệ, hoặc là sức khỏe của bạn, hoặc là sự nghiệp của bạn. Đối mặt với một cái sự thật có thể đáng sợ, nhưng nó cũng sẽ được giải phóng mà thôi. Bạn đang có một sự biến đổi trên hành trình tâm linh tinh thần của mình. Bạn có thể trở nên có một cái niềm tin cốt lõi kết nối với mẹ Maria. Và bạn được đánh thức cái bản chất tự nhiên của bạn ha, đó là cái quà tặng tinh thần của bạn ở đây. Và mẹ Maria sẽ hỗ trợ giúp cho bạn có một cái sự gọi là nhận thức được cái con đường của bạn phải đi là gì. Mẹ có sự đánh thức lại cái giác quan cũng như cái kiến thức, cái trí nhớ của bạn, trí nhớ cổ xưa của bạn, để bạn có thể hoàn thành tốt được cái sứ mệnh của cuộc sống mình, thay đổi cuộc vận mệnh cuộc đời mình và sống một sống hạnh phúc và có ý nghĩa hơn.
Một số bạn có khả năng sẽ có đạo, bạn đi nhà thờ cầu nguyện với mẹ Maria ở đây, thì mẹ luôn theo dõi và quan sát và chở che và giúp đỡ cho bạn ha. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ ba ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất của mình nha. Mình xin chào các bạn.